thủ tướng ấy, tôi đề nghị bây giờ chúng ta không phải lập chương trình xóa đói giảm nghèo nữa, mà phải lập chương trình làm giàu, không phải giảm bất hạnh, mà chương trình là làm cho một người sướng. Hạnh phúc là gì ạ? Hạnh phúc là sướng. Mà sướng đối với tôi thì rất đơn giản. Định nghĩa của Nguyễn Mạnh Hùng rất đơn giản là sao? Sướng là làm thỏa mãn tối đa tất cả các lỗ trên cơ thể của bạn. Không có người, bạn có hai con mắt, bạn phải nhìn thấy cô gái đẹp, nhìn thấy hoa đẹp, nhìn thấy bức tranh đẹp, thì bạn sướng mắt. Bạn nghe bản nhạc hay, bạn lại đến đây để sướng lỗ tai, nghe những lời hay đúng không? Bạn mũi bạn ngửi thấy mùi thơm, ngửi thấy hoa thơm, miệng bạn ngón thơm. Rồi còn cơ lỗ khác không vậy thì cứ phải thỏa mãn nó. Bởi vì có quá nhiều nhà khoa học định nghĩa quá nhiều nghĩa về hạnh phúc và sung sướng. Mà em mạng phép Nga Lan thì định nghĩa đơn giản như vậy. Các cái lỗ trên cơ thể em và cơ thể em và các bạn ở đây phải cho nó thỏa mãn một cách tối đa thì là hết. Thế còn quay lại ý thứ hai, nó bổ sung ý của anh Nga Lan Phan là làm giàu ấy, là đầu tư nghĩ giàu làm giàu. Cái thứ hai là trên tay tôi đã có một cuốn sách mà tôi phải đọc lại nhiều lần rồi này, cuốn Niêm Yết Sản Mỹ. Tôi đề nghị mỗi bạn mà muốn làm giàu mua ngay một cuốn sách này. Tôi không định đi bán sách nhá, nhưng tôi đề nghị bạn mua ngay cuốn là Niêm Yết Sản Mỹ. Cuốn này của Tiến Sơn Lan Phan. Anh Lan là bạn rất là thân thiết và là người bạn lớn của tôi. Tôi không định quảng cáo cho sách của Lan Phan, nhưng mà tôi nói các bạn cần phải đọc cuốn này. Tại sao? Bởi vì đơn giản như này, tôi báo trước cho các bạn là trước đây là tôi có 12 năm làm FPT và tôi có một thầy rất lớn, một bạn cũng rất lớn nữa, mà chúng tôi đề nghị đúc tượng của anh luôn khi ông còn sống, đó là anh Trương Gia Bình. Tại sao? Bởi vì ông Trương Gia Bình ông làm cho ít nhất thôi thì vài trăm con người nghèo đói trở thành triệu phú bằng tiền đô. Một anh đơn giản là anh Nguyễn Thành Nam, anh nói là anh mới thật là đi xem bói, ông thầy bói ông bảo là anh nghèo, thế thì anh cứ bám với thằng Bình, cứ bám với anh Bình. Thế anh Bình chẳng nghèo, Bình có 1.000 tỷ, trong Thành Nam thì không có 10 tỷ à? Và tất nhiên là Thành Nam sau này là tổng đốc FPT, thế anh tất nhiên Thành Nam có 1.000 tỷ, trong Bình thì cũng phải có 100 tỷ đúng không ạ? 100 tỷ là giàu. Nhưng mà dĩ nhiên cái tài của anh Trương Gia Bình ấy lại đã biến hàng trăm con người trở thành triệu phú đô la. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Nhưng bây giờ đi các bạn mà đều thấy anh Bình làm được thì mai bạn cũng làm theo anh Bình, các bạn chết. Bưng thấy khoai mà vác mai đi đảo, bây giờ tìm cách mới. Alan Phan là người Việt Nam đầu tiên đã đưa được công ty Hartford của anh ấy lên sàn chứng khoán Mỹ. Và giá trị của Hartford tại Mỹ là 670 triệu đô la, nếu tôi nhớ không nhầm. Thế thì bây giờ các bạn học ngay, đừng học theo Trương Gia Bình nữa. Bởi vì cổ phiếu tôi đầu tư vào đây rất nhiều. Cổ phiếu cao nhất, lúc cao nhất là 680.000 một cổ. Bây giờ rơi xuống còn 60, còn 50. Thôi tôi cứ lấy ví dụ như là lúc cao nhất 680.000, tức là bạn có 100.000 thì bạn có khoảng 680 tỷ. Còn bây giờ bạn còn có 50 tỷ, 680 tỷ so với 50 tỷ thì con số rất nhỏ, đúng không ạ? Bạn vẫn giàu với 50 tỷ, bạn vẫn giàu. Nhưng 50 tỷ không bằng 680 tỷ được. Như vậy cũng anh Bình là chúng tôi đúc tượng anh ấy, sẽ đúc tượng anh ấy khi anh còn sống. Nhưng mà nó không được học anh Bình, mà bây giờ học Alan. Bởi vì các bạn hãy tính mọi cách để niêm yết trên sàn Mỹ. Thế bây giờ em hỏi, câu hỏi này em hỏi anh Lan nhiều lần rồi nhưng vẫn đúng rồi lại. Anh nói cho các bạn một chút xíu xem là niêm yết ở sàn Mỹ như nào. Nói thật là em vẫn cứ run. Nay mai là tôi định niêm yết theo bốc trên sàn Mỹ. Và bạn đây nhá, học anh Nam đi. Anh Nam bảo cứ theo Trương Gia Bình. Bạn nào muốn nay mai tôi có 1.000 tỷ thì các bạn muốn có vài chục tỷ thì làm cái theo bốc. Tức là thì các bạn dĩ nhiên là có một vài chục tỷ, vài trăm tỷ. Thế nhưng bây giờ tôi sẽ, tất nhiên là tôi sẽ mời anh Lan tư vấn cho tôi để tôi niêm yết theo bốc ở sàn Mỹ. Nhưng mà anh thử nói cho mọi người biết là mọi người vẫn đang run sợ. Nghĩa là thanh niên của trời ơi, niêm yết Việt Nam nó còn khó như gần chết, làm sao mà niêm yết sàn Mỹ rồi anh? Điều thực tình thì cái này thì nó hơi gọi là hơi đi một chút xa về những cái chuyện mà các bạn trẻ đang chia sẻ trước ạ. Các bạn cũng quan tâm đấy. Đang quan tâm. Thì cái điều tôi nói thật là cái niêm yết sàn Mỹ thực tình nó chỉ là một cái phương thức để mà Mỹ nó kêu là monetize, tức là biến cái công sức mình thành tiền bạc để mình có thể hoặc là rút lui hoặc là mình kiếm một số tiền cho vợ con hay cho nhân tình. Thì đây là một cái phương thức tài chính, một cái công cụ khá hữu hiệu. Thì cái điều này thì như anh Hà nói, các bạn muốn biết nhiều về những chi tiết kỹ thuật thì có thể mua cuốn sách hoặc là có thể lên trên
Internet, Google vào cái cách thức để mà lên sàn Mỹ thì tôi nghĩ nó cũng không có gì là khó khăn. Nó còn cả một website tôi có lập ra để cho những cái thông tin. Nhưng mà đây là cho những cái doanh nghiệp mà đang hoạt động, hay là ngay cả những cái bạn trẻ dù là chưa hoạt động nhưng mà có một cái dự án rất là sáng tạo, rất là đặc thù và rất là tiềm năng thì vẫn có thể lên sàn Mỹ được. Thực tình sàn Mỹ thì đây là một cái chợ có thể nói là rất dễ để mà vào đó đứng bán hàng. Cái vấn đề khó khăn của cái sàn Mỹ là gì? Là ngoài mình thì có khoảng 11.000 cái anh bán hàng khác. Mà những anh bán hàng... Bao nhiêu người bán hàng khác? Khoảng 11.000. 11.000 ạ? Ở đó có 11.000 người bán hàng khác. 11.000 công ty. Thì nó cũng muốn bán cổ phiếu và trái phiếu. Thì cái vấn đề khổ là bạn là cái người nếu mà bé thì phải biết cách bán. Là vì bạn đứng cạnh ông Google thì ông ấy chiếm một cái vị trí có lẽ là ông sẽ bán được rất nhiều. Trong khi bạn là cái người nhỏ thó thì là đương nhiên bạn đứng phía sau. Thì là nó là một cái chuyện khó bán. Thành ra cái niêm yết sàn Mỹ thật tình nó là một cái chuyện cách nào để mà bán cổ phiếu cho một cái thị trường thế giới. Thì cái đó các bạn có thể học thêm. Nhưng mà đây tôi quay trở lại cái vấn đề. Dạ. Là cái vấn đề tại sao tôi nói các bạn trẻ chưa... nghĩa là có nghĩ là tôi nghĩ là cái đề tài đầu tư về tài chính thì nó chưa thích hợp. Vâng, tức là sớm quá đó. Nhưng mà muốn làm, muốn khởi nghiệp và muốn kiếm 1 triệu đô la trong 5 năm thì với cái sức của các bạn thì tôi nghĩ chỉ có hai cách. Hai cách duy nhất. Vâng. Cách thứ nhất là ráng học cho đỗ đạt. Rồi. Thế là có nên cho các bạn bỏ học không ạ? Không, phải cho đỗ đạt rồi. Đỗ đạt trước nhá, nhớ đỗ đạt trước đấy. Mà nếu cần đó thì phải mua cái bằng giả hay nhờ ai thi dùng. Ai mua được tôi bán cho. Rồi phải kiếm một cái con gái hay con trai của một ông siêu quan. Và lúc đó ông sẽ cất nhắc đi làm quan. Thì tôi nghĩ trong 5 năm tôi nghĩ bạn cũng sẽ kiếm được 1 triệu đô la đó. Cái đó thì tôi nghĩ là cũng đúng. Cái thứ nhất ạ? À? Cái đó là cái thứ nhất. Xin chào mọi người thật lớn ạ. Tới đây. Vừa lên đây nào. Vừa lên. Thôi. Già nua. Quê hương Việt Nam già nua đến vậy. Đề nghị. Vỗ tay. Nữa. Rồi. Chúng ta lên. Thành ra đây là cái cách thứ nhất. Và những anh chị nào mà xinh trai đẹp gái thì có lẽ là có khả năng nhiều hơn. Hay là sinh ra trong một gia đình tốt. Thôi thì coi thầy bói, coi tử vi có tốt không. Nhưng mà không xinh trai đẹp gái thì làm nào anh? Thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy có nhiều đại gia đây cũng không đẹp gì lắm nhưng mà họ vẫn kiếm được tiền. À vâng. Còn cái cách thứ hai là cái cách của Alan. Tức là thứ nhất phải suy nghĩ về cái đam mê của mình. Bất cứ mà anh làm gì trong tương lai, muốn thành công thì phải có sự đam mê, phải có ngọn lửa trong người. Và cái ngọn lửa đó không thể cháy được. Một ngày nào mà cái ngọn lửa đó nó tắt đi là vì mình thấy cái đó mình không còn thích nữa thì nên walk away, tức là nên bỏ đi. Là vì lúc đó thực tình mình sẽ làm hại cái công ty của mình, cũng như làm hại tất cả những cái người đã theo mình, những đồng đội của mình. Khi hết lửa thì lại nên ngừng. Nhưng mà cái việc đầu tiên là cái sự đam mê. Phải tìm một cái sở thích, bất cứ trong ngành gì. Tôi có thể kể đây cả trăm cái mối chuyện mà tôi đã gặp trong những cái năm mà bôn ba làm ăn. Tôi nhớ cái anh bạn hàng xóm của tôi. Anh ấy là sinh ra kém may mắn, thành ra anh phải giúp gia đình sớm. Anh đi hốt rác, anh đi làm việc. Nhưng mà thực tình thì bên Mỹ thì có thể nói cái hốt rác là cái nghề cũng là lương cao, là vì không ai thích làm. Thì anh cũng tương đối sống được.
18 tuổi bỏ học đi hút rác, đi làm phu quân rác. Rồi sau đó đó, anh lại cảm thấy là anh tự nhiên lại có một cái thích thú về hút rác. Thì có thể mình không có cái sở thích đó, nhưng mà tôi chỉ nói vắn tắt là anh ấy làm mười mấy năm cho chính phủ, rồi anh ra anh lập công ty riêng chuyên hút rác. Chuyên hút rác là vì bên Mỹ thì tất cả những cái công ty thường thường công ty hút rác thì công ty tư nhân, nhưng mà công ty chính phủ thầu lại để họ đi hút rác thôi. Thì anh lập được rồi anh ấy phát triển ra, và năm nay anh cũng chạc tuổi tôi, anh là hàng xóm của tôi bên Mỹ, thì có thể nói cái tài sản của anh cũng khoảng chừng vài ba chục triệu đô la. Anh có đâu khoảng 12, 13 cái công ty hút rác gì đó ở khắp California, và anh ấy có máy bay riêng nữa. Thì tôi nói là cái sở thích không cần biết là cái sở thích gì, nhưng mà nếu ở trong nghề lâu, có những cái đam mê đó và quyết định theo đuổi đến cùng, thì rồi bạn cũng sẽ đạt được cái mục tiêu mà bạn muốn đến. Tuyệt vời. Và tôi nói thêm một điều nữa là trong kinh nghiệm của tôi, có một bạn hỏi là tôi đọc cái cuốn sách 42 năm của ông, tôi thấy là ông cũng làm quá nhiều thứ, thì tại sao như vậy? Thì tôi mới nói là thực tình khi mà tôi làm nhiều việc như vậy thì cái đó là một cái sự sai lầm chứ không phải là một cái sự khôn ngoan. Nếu mà tôi đã chọn một cái thứ mà tôi thích và tôi theo đuổi nó, và đến giờ này 42, 43 năm sau, thì tôi tin chắc là tôi sẽ là một trong những cái nhà tỷ phú lớn của nước Mỹ, nếu mà mình quyết tâm mình ở một ngành. Còn tôi là vì cái sở thích, cái đam mê của tôi nó quá nhiều thứ, rồi lại bị đôi khi lại bị lạc hướng vì đàn bà, vì mấy cái trò chơi vớ vẩn. Nó không vớ vẩn đâu nha. Thành ra dù mình kiếm được tiền cũng không đến nỗi là phải sống nhờ vợ con. Nhưng mà nghĩa là tôi nói là cái kết quả nó khác nhiều. Thì đấy là một cái sự đam mê và bắt đầu cũng như kết thúc phải theo đuổi đến tận cùng. Thì cái đó là một trong những cái yếu tố đầu tiên mà quý vị phải suy nghĩ. Chấp nhận được ảnh nha bác nhé. Tôi khuyên thằng con trai thứ nhì của tôi, khi nó phân vân, nó vừa mới tốt nghiệp trung học, nó muốn chọn nghề, thì nó phân vân, nó nói nó khá nhiều sở thích, nó có biết cái sở thích nào. Thì tôi mới đưa cho nó cái thẻ tín dụng. Tôi nói con lái xe đi ra một cái chỗ nào vắng vẻ, đừng đem theo máy tính, đừng đem theo phone, đừng làm ai quấy rầy, đem theo cuốn sách và cây viết thôi, cái cuốn tập để ghi nốt và cây viết thôi. Rồi con đi dọc cái bờ biển California này, chỗ nào vắng vẻ con vào đó con ngồi, rồi con suy nghĩ, con đi đúng 2 tuần rồi con quay về lại đây, thì lúc đó có thể con sẽ biết được cái gì. Thì trong một cái sự gọi là yên tĩnh và cái lắng đọng của tất cả mọi tình thế, thì có thể mình sẽ nhận ra cái sở thích và cái đam mê của mình. Thành ra tôi cũng khuyên là quý vị, các bạn trẻ phải tìm hiểu và phải biết đích thực cái sở thích và cái đam mê để mà có một cái ngọn lửa lâu dài. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Xin vỗ tay ạ. Tôi không lại nói tiếp nữa là liên quan cái ý của anh Alan ấy, là cái ý đam mê. Ngày xưa người ta hay nói về IQ thì nó đấy EQ, nhưng bây giờ có một cái là PQ. Các bạn đã đọc cuốn PQ chỉ số đam mê chưa? Đọc hết chưa? Ôi giời, có những người không đọc cái này, chết. Chết lắm, thế này thì làm sao mà thành công được. Phải đọc ngay cuốn là PQ chỉ số đam mê, nhớ chưa? Ghi vào đi, tôi lại quên. PQ là Passion Quotient. Có rồi, ngoài nó bán đầy ngoài đường, vấn đề có mua hay không mà đọc. PQ chỉ số đam mê, đọc để tìm đam mê. Cái mà số 1 mà anh Alan vừa nói ấy, cái đam mê là quan trọng. Ký anh Alan đưa, anh Alan đưa một câu chuyện rất hay là con trai của anh ấy đã được anh khuyên là con hãy lái xe đi đến một chỗ thật xa, cầm cái cuốn sách
cầm cái cây bút rồi ghi ra những cái gì mình lắng đọc lại. Và cái mà anh Lan Than nói thì cái tôi gọi nó là gì ạ? Thiền. Các bạn phải tập thiền. Và đợt vừa tôi cũng mở mấy cái khóa thiền tại Hà Nội ấy, mấy trăm người đăng ký. Tại sao người đăng ký đọc thiền bây giờ đông như vậy? Thiền ấy, để bạn lắng mình xuống. Thiền nó có ba phần là giới, định và tuệ. Tức khi mà tất cả định, như anh Lan nói, định tức là lắng mọi cái xuống. Tại sao cốc cà phê mình vẫn có được ở trong đó? Bởi vì căn bán nổi lên. Thì bây giờ thiền để tất cả căn bán nó lắng xuống. Và khi căn bán lắng xuống, mình hất cái lắng đúng, mình hất đi, thì cốc nước làm sao? Trong. Và não của tất cả các bạn ngồi đây cũng vậy, không phân biệt bạn 70 tuổi, bạn 50 tuổi, bạn 10 tuổi, bạn 5 tuổi, tất cả các bạn, não của các bạn có chứa, biết chứa gì không ạ? Chứa gì ạ? Chứa gì? Chứa rác. Thế anh là rubbish. Chứa rác rưởi. Tôi nói ví dụ các bạn, cái cô người yêu cô bỏ mình cũng nhớ, cái thằng bồ nó đá mình cũng nhớ, đói ăn cũng nhớ, khổ cũng nhớ, nhớ cái đấy hay ho gì không? Có hay không? Có tốt không? Có bổ ích không? Có béo thêm không? Có khỏe thêm không? Cái đấy tôi gọi là rác rưởi. Thì các bạn phải thiền để tất cả cái đấy nó lắng xuống bên dưới, hất nó ném đi là xong. Thì cái mà anh Lan đang nói ấy, đó là chúng ta phải đi một nơi lắng xuống. Và tôi hy vọng được tới là tôi sẽ mở những khóa thiền như vậy ở Hồ Chí Minh, như ở Hà Nội. Các bạn phải lắng xuống để tìm đúng cái đam mê mà mình muốn. Rồi xin mời anh Lan bổ sung tiếp tí thứ hai. Cái điều kiện thứ hai trong cái chương trình kiếm 1 triệu đô la của tôi là phải lọc, sau khi mà tìm ra được cái sở thích và muốn được cái gì thì phải lọc, nghĩa là phải tìm tòi trên Google, trên tất cả mọi cái sách về sở thích đó, và phải tìm ra một cái mà tôi gọi là một cái sự sáng tạo, hay là nhiều nhà thiền như anh thì kêu là một sự giác ngộ. Ngộ thôi. Thì tức là phải có một cái sản phẩm hay là một cái dịch vụ gì mà mình muốn kinh doanh. Cái sản phẩm và dịch vụ này nó phải đặc thù, nó phải khác hẳn tất cả những thứ trên thị trường. Và một điều nữa, đôi khi những cái nhà khoa học hay lầm tưởng là họ nghĩ họ làm ra một cái sản phẩm tốt nhất thì họ sẽ bán được nhiều nhất, cái đó không đúng. Là vì phải tìm hiểu cái sản phẩm đó có được người tiêu dùng chấp nhận hay không, với cái giá đó hay không. Thì tức là phải tìm ra được một cái sản phẩm, một cái dịch vụ hay một cái mô hình kinh doanh hết sức là đặc biệt, và ngồi xuống lục lạo, nghiên cứu, tìm tòi, phân tích và đẻ ra một cái mà tôi gọi là một cái kế hoạch kinh doanh. Tôi trong cái cương vị nhà đầu tư, quỹ đầu tư, thì là tôi nhận được rất nhiều những cái dự án, những cái kế hoạch kinh doanh hay là những cái đề nghị. Có những cái đề nghị rất buồn cười. Chẳng hạn như cách đây 5-7 ngày tôi nhận được một cái thơ là tôi cần ông hỗ trợ trong cái dự án kinh doanh của tôi, và tôi cần ông cho vay 5 năm lãi suất 10%, tôi sẽ trả lời tôi sẽ trả lại cho ông trong 5 năm bao nhiêu đó, đại khái như vậy. Ông mà không hề nói tới ông ấy kinh doanh cái gì, nghĩa là đại khái như là nghĩa là có một cái ý tưởng và viết ra trong một cái email đúng là 10 dòng. Thì cái đó không phải là một kế hoạch kinh doanh cũng như là một dự án kinh doanh hay bất cứ cái đề nghị gì. Khi mà tôi nói về dự án kinh doanh, tôi nói tất cả những cái nghiên cứu về thị trường, về những cái lợi thế cạnh tranh, về những cái địch thủ, về những cái công nghệ hoặc là mới hoặc là cũ mà đang được cải tiến, về những nhân sự, về cái bộ máy quản lý, về những kiến thức kinh nghiệm, cũng như là những cái dự phóng về tài chính, để cho thật rõ ràng. Thì nếu mà quý bạn cần thì phải kiếm thêm người để phụ giúp, nhưng mà cái đó là cái việc đầu tiên. Trước khi làm kinh doanh mà không có kế hoạch bài bản đầy đủ thì tôi nghĩ đó là một cái sự điên rồ, cũng giống như xây một cái nhà mà không có lấy một cái bản đồ của kiến trúc hay là của bất cứ một cái gì.
cứ lấy gạch về rồi đổ xi măng rồi cứ xây lên, thì cái nhà đó không thể nào là một cái tòa nhà đẹp và lâu bền được. Thì rất nhiều người kinh doanh họ có một cái ý tưởng gì đó, rồi họ chạy đi, họ kêu bạn bè, bà con đó, hay là đi ăn cắp thẻ tín dụng của bố mẹ rồi bỏ ra làm đó, làm xong rồi thì là thất bại. Là vì như tôi nói, một cái kinh doanh cái kiểu hời hợt như vậy thì không thể nào thành công. Thành ra phải có một kế hoạch kinh doanh, nó cũng phải nghiêm túc, như là xây một cái tòa nhà. Cái tòa nhà càng cao thì cái hồ sơ kiến trúc nó càng dày, đúng không? Quý vị muốn xây một cái tòa nhà cao tầng, thí dụ như là Vitexco mà 67 tầng, bây giờ quý vị vào coi thử cái hồ sơ kiến trúc của nó là nó như thế nào. Còn nếu quý vị xây cái nhà chỉ có 2 tầng thì dĩ nhiên là nó không đòi hỏi nhiều như vậy. Thành ra phải hiểu là mình muốn xây một cái sự nghiệp kinh doanh như thế nào, và cái dự án kinh doanh, cái kế hoạch kinh doanh nó phải thể hiện cái ý muốn đó. Và khi tôi nhìn một kế hoạch kinh doanh thì tôi có thể nhìn thấy cái con người doanh nhân nó nằm trong đó. Tôi có thể hiểu được là cái anh này có thể đi xa, hay là anh chỉ đi vài bước rồi anh té. Thì đó là cái điều thứ hai. Xin một tràng vỗ tay ạ. Vỗ tay như nào đó hay này. Vỗ tay nữa hay các bạn rất hứng đấy. Vỗ tay lên, vỗ tay lên. Đây đây. Các bạn, vỗ tay lên. Vỗ tay lên. Đề nghị tất cả vỗ tay của tôi cái. 1, 2, 3, bắt đầu. Không muốn rồi, cảm ơn mọi người. Ít nhất là để cho các bạn đỡ buồn ngủ thôi, chứ không bắt em vỗ tay là em ngăn mặt nhé, để cho đỡ buồn ngủ chút xíu thôi. Cái mà tiến sĩ Lan Phan có nói vừa xong ấy, tôi cũng muốn chia sẻ. Làm cái gì mình cũng phải có kế hoạch, mà tôi hay nói ngắn gọn là không chuẩn bị tức là chuẩn bị thất bại. Vậy thì cái kế hoạch của chúng ta nó phải rất là cụ thể ạ. Các bạn cụ thể biết là gì chưa? Cụ thể là gì ạ? Cụ thể không phải công cụ, tức là tỉ. Không, nhầm. Cụ thể là phải cụ thể và tỉ mỉ, tức là chi tiết. Giống như anh Lan Phan vừa nói xong. Và cái nữa tôi cũng nhấn mạnh lại ý của anh Lan Phan thôi. Mỗi người phải tìm cho mình một cái này là competency, tức là sức mạnh cạnh tranh. Không hiểu là tác giả của cuốn Tôi Khác Biệt có đâu nhỉ? Tác giả của cuốn sách Tôi Khác Biệt nghe hỏi đến rồi đấy không ạ? Lại không đến rồi. Đấy, ví dụ như một người là viết một cuốn sách, một bạn viết cuốn sách là Tôi Khác Biệt. Những cái idea thì tôi không cần đọc, không biết là ý chúng ta phải tìm được cái điểm khác biệt. Tức là mình phải có cái gì hơn người. Ngay cả anh Alan ấy giỏi như thế này, nhưng tôi nhất định tôi phải tìm được 5 điểm hơn người này này. Hay là các cái lớp dạy của tôi ấy, tôi đề nghị mỗi học sinh của tôi phải tìm cho tôi được 10 điểm hơn người tôi. Có thể các bạn kém tôi là tôi biết được 5 ngoài ngữ, các bạn biết được 3, các bạn thua. Nhưng bạn phải tìm được nhiều cái khác nữa. Tức là tóm lại chúng ta phải tìm được cái sức mạnh cạnh tranh của mình. Thì nếu mà chúng ta có sức mạnh cạnh tranh, nếu chúng ta có một kế hoạch và kế hoạch nó rất chi tiết, thì đấy có lẽ là những cái khá tốt để chúng ta có thể thành công ở trong cái quá trình kiếm triệu đô. Xin một tràng vỗ tay được không ạ? Rồi, xin cảm ơn. Xin mời anh chia sẻ cái thứ ba đó. Cái điều thứ ba cũng rất là quan trọng là cái vấn đề sức khỏe. Cái sức khỏe ở đây tôi muốn nói cái sức khỏe về thể chất cũng như về tinh thần. Là vì như anh Nguyễn Mạnh Hùng hồi nãy đã nói từ ban đầu, là không có doanh nhân nào mà làm việc theo kiểu công chức 8 tiếng một ngày, hoặc là sáng sớm đi uống cà phê, vào sở ngồi đọc báo, ký vài ba cái giấy tờ, rồi thì tìm cách chuồn để đi ăn trưa với nhau đó. Rồi tìm chỗ ngủ trưa, chỗ massage, rồi tối chiều quay về coi có cái chữ ký nào còn sót không thì ký thêm, hay là để lấy vài ba cái phong bì rồi thì lại
thông thả trên đường đi nhậu tiếp. Thì doanh nhân họ không làm việc như vậy, các đại gia họ không làm việc như vậy. Những cái đại gia mà kiếm tiền gọi là chân chính thì họ không bao giờ họ làm việc như vậy. Tức là một cái sức khỏe về thể chất để chịu đựng những cái áp lực khủng khiếp từ khắp mọi phía. Tôi nhớ cái hồi mà cái thời tôi lên cực đỉnh là cái lúc mà thực tình tôi cũng hết sức mệt mỏi, là vì những chuyến bay liên lục địa từ Mỹ qua Trung Quốc, từ Trung Quốc qua Âu Châu, một tháng phải bay 4-5 lần. Thì quý vị hiểu, mỗi lần tới một cái khách sạn là một cái giờ, múi giờ nó khác nhau, đang quen với giờ ban ngày, chịu giờ ban đêm. Ăn uống thì là ăn uống toàn là những cái món gọi là, vì mình đôi khi cũng ham những cái món đắt tiền, nhưng mà những món đó thường thường rất là độc hại cho cơ thể. Từ pate foie gan ngỗng, từ pate gan ngỗng cho tới những cái thứ như caviar, là những cái thứ mà có thể nói là nó hại cho tim vô cùng. Rồi thì trong những cái chuyến bay và những cái lúc làm việc họp hành 14-15 tiếng một ngày, thì mình không có thời giờ để mình tập, để mình thể dục, thì đâm ra cái thân thể nó suy nhược. Tôi nhớ cái thời tôi làm cho GE Capital, tôi đi bán máy bay, thì hồi đó thì tôi được phụ trách cái vùng Đông Á, Đông và Nam Á, tức là bắt đầu từ Ấn Độ cho tới Nhật Bản. Thì quý vị biết cái hồi thời đó là thời năm đầu 80, thập kỷ 80, thì mỗi một cái quốc gia nó chỉ có một hãng máy bay thôi. Thì khi mà mình đi bán hàng thì mình tới một cái hãng máy bay là ngày hôm sau lại đi qua cái hãng máy bay khác, tức là đi qua cái nước khác lại phải bay qua. Nhiều đêm tôi thức dậy trong cái khách sạn, tôi không hiểu là tôi đang ở Kuala Lumpur hay là Tokyo hay là New Delhi. Là vì cái đầu óc nó hoàn toàn là nó rối loạn. Và 2 năm như vậy tôi đi liên tiếp, lúc đó tôi kiếm được khá nhiều tiền, thành ra đó là cái cám dỗ nó bắt mình ở lại. Nhưng mà sau 2 năm thì tôi kiệt quệ hoàn toàn. Rồi sau đó khi mà Hà Quốc lên được cái thị giá 670 triệu, thì lúc đó cái sức khỏe của tôi nó cũng bắt đầu bị suy sụp. Là vì những cái chuyến đi liên tục, vì những cái cuộc họp liên tục. Tôi nhớ có một đêm tôi ở Bắc Kinh, nó hẹn cho tôi một lúc ba cái cuộc hẹn, là vì tôi chỉ ở đó, tôi chỉ còn có một ngày ở đó. Thì ba cuộc hẹn nó lại chọn một cái ba điểm khác nhau. Không, một cái nhà hàng. Là một nhà hàng. Không, ba cái nhà hàng mà ở trong một cái building. Tốt quá, thì được. Thành ra là tôi ăn xong cái chỗ này một chút, tôi lại bay, tôi chạy qua cái nhà hàng bên kia một chút, rồi tôi chạy xuống cái nhà hàng đó. Tức là, nghĩa là có thể nói là hoàn toàn bị áp lực và hoàn toàn mệt mỏi. Và đôi khi những cái sức khỏe khi mình không có đủ thì mình sẽ bị những cái gọi là quyết định sai lầm, những cái sự phán đoán nó không có bén nhạy. Rồi tới năm 2000, đúng năm 2000 là cái năm mà tôi bị heart attack, tức là bị nhồi máu cơ tim. Phải đưa vào nhà thương và chỉ trong tôi phải cắt đi đâu 5-6-7 đường để mà khâu vá lại. Chứ nếu không là coi như là giờ này tôi đã mấy thước đất rồi. Thì đó là cái sức khỏe về thể chất. Rồi cái sức khỏe về tinh thần, khi mà làm việc khủng khiếp như vậy, chịu áp lực như vậy, và cái áp lực nó đến rất nhiều phía. Áp lực từ khách hàng phải giao hàng cho đúng, áp lực từ nhân viên về lương bổng, về quyền lợi, về những cái thứ đụng chạm không có dính gì hết. Tôi kể chuyện chẳng hạn một cười như thế này, là có một anh con người gọi là rất là đạo đức, mồ đạo. Thế ông ấy tới, ông bảo là cái anh manager đang bán hàng tốt của tôi, ông phải đuổi thằng đó không tôi nghỉ. Tôi hỏi tại sao tôi lại phải đuổi thằng đó, nó có làm việc tốt, nó có làm gì đâu, hại cái công ty đâu. Nó nói nhưng mà nó ngủ với thằng vợ cái thằng kia. Tôi nói ngủ vợ thằng kia thì không có dính cái vợ anh đâu mà anh
đòi tôi đuổi. Nhưng mà nói theo nguyên tắc đạo đức anh không phải đuổi nó, chứ không là tôi nghĩ. Mà cái thằng này cũng là một cái thằng nhân viên tụ cộng. Thành ra đôi khi nó bị những cái áp lực nó rất là khôi hài. Rồi tới những cái chuyện rất là nhỏ nhoi, nhưng mà về vấn đề tài chính, về vấn đề pháp lý, nó có nhiều cái chuyện pháp lý. Chẳng hạn như là khi mà sở chứng quản lý nó quyết định nó kiện tôi, tôi phải mất đến 8 năm, bao nhiêu tiền luật sư, rốt cuộc tôi thắng kiện. Nhưng mà cái thời gian mà mình bỏ qua để mà làm những cái việc khác, suốt ngày đi hầu tòa với lại làm những cái gọi là thủ thuật để cho những thằng luật sư phải làm này làm kia, nó thực tình nó kéo mình xuống. Rồi áp lực từ gia đình, vợ con mà không một hai ba ngày không nghe đến mình thì mình bận, thì giận dọa